xin chào quý vị và các bạn trước sự cấm cản kịch liệt của hai gia đình việt lâm và uyên thi buộc phải dùng tới hạ sách gạo nấu thành cơm cả hai vượt rào lên giường với nhau và rồi cái thai xuất hiện cả hai tin chắc các bậc phụ huynh sẽ nhún nhường vun vén cho hai người nên duyên nên nợ thế nhưng một người từng bị phụ bạc từng không tin vào tình yêu như bà thúy thấy con gái bụng mang dạ chửa bà có bao dung tha thứ cho con là những nội dung chính của chúng tôi trong video ngày hôm nay Thấy Uyên Thi chẳng ăn uống gì, suốt ngày chỉ nằm ngủ ly bì Thật không giống với cô con gái xinh đẹp, chăm chỉ của chút nào Bà Thúy để ý tới cô nhiều hơn thì thấy có nhiều biểu hiện lạ Linh tính của người phụ nữ từng trải mách bảo Lẽ nào con gái bà đã có thai? Bà vội chất vấn Uyên Thi Thi, con nói cho mẹ biết, con và thằng Lâm đã làm gì chưa? Uyên Thi lảng tránh Làm gì là sao hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ đừng đa nghi quá Con đang còn một số việc phải giải quyết Con đi trước đây Bà Thúy đanh giọng Con đứng lại cho mẹ Con đừng nghĩ qua mắt được bà già này Dạo này con thấy trong người thế nào? Uyên Thi là người biết rõ Trong bụng cô đang hình thành một sinh linh Cô vốn là người ngoan hiền Là mẫu phụ nữ công dung ngôn hạnh Cô cũng từng nghĩ sẽ giữ gìn bản thân tới khi trở thành vợ của Việt Lâm nhưng đứng trước sức ép của hai bên gia đình cả hai không còn sự lựa chọn nào khác phải ăn cơm trước kẻng để khi có cháu gia đình việt lâm lẫn mẹ của yên thi phải chấp nhận mối hôn sự này Yên thi sợ mẹ buồn nên cố tình che giấu thấy vẻ mặt ấp úng của con gái bà thúy mười phần chắc chín và nhận định của mình bà lấy trong túi một chiếc que thử thai lạnh lùng nói con thử ngay cho mẹ Yên thi sợ hãi mẹ à có cần phải làm thế không bà thúy đanh giọng từ bao giờ con dám cãi lời mẹ vậy uyên thi miễn cưỡng cầm chiếc que thử thai để chắc chắn bà thúy giám sát mọi nhất cử nhất động của con gái và nhận định của bà đã đúng khi hai vạch rõ mồn một, một giọng cô lý nhí mẹ à con xin lỗi mẹ bà thúy nổi đóa lên uyên thi mẹ biết con yêu thằng lâm thật lòng nhưng tại sao con lại không giữ mình lại làm ra chuyện bại hoại gia phong này. Quyền thì nước mắt ngắn dài. Mẹ à, mẹ cũng biết rõ, con yêu anh Lâm, anh ấy cũng yêu con. Chúng con không thể sống thiếu nhau. Không thể vì đình ước của anh Lâm và Khánh Linh mà chúng con phải chia tay. Mẹ cũng thấy, chúng con đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục mà không được. Chúng con hết cách rồi mới phải làm như vậy. Bà Thủy đanh giọng. Con biết một mà không biết mười. Con nghĩ cái thai này sẽ giúp con trở thành dâu họ Trần nhưng con có bao giờ nghĩ tới con sẽ sống ra sao trong ngôi nhà đó khi mà họ không hề yêu thương con huyền thi giọng tự tin mẹ à con tin chỉ cần dùng tấm chân tình đối xử tốt với ba mẹ anh lâm ba mẹ anh ấy sẽ mở lòng đón nhận con huống hồ anh lâm yêu con nhiều thế nào anh ấy sẽ luôn che chở bảo vệ cho con bà thúy lắc đầu mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi trong tình yêu Ai yêu nhiều hơn sẽ là người thiệt thòi Con có biết cái thai này sẽ khiến con mất giá trị Con sẽ không được tôn trọng Uyên Thi giọng nài nỉ Mẹ ơi, mẹ đừng nghĩ quá xa như vậy Con tin anh Lâm Bà Thúy nổi đóa lên Lâm, Lâm, Lâm Con vì cậu ta mà không quan tâm tới những lời dạy dỗ của mẹ phải không Rồi bà tức giận bỏ đi chỗ khác Uyên Thi biết Đây là cú sốc lớn đối với mẹ Từ nhỏ tới lớn Tuy không có ba nhưng bà Thúy chưa bao giờ để con gái thua thiệt với bạn bè Bà làm tất cả vì con Xem cô như sinh mệnh của mình Bà chẳng bắt cô động tay động chân vào việc gì Bà không tiếc tay vung tiền để con được sống với đam mê của mình Cô có được thành công như ngày hôm nay Cũng nhờ bà mà ra Đợi khi bà nguôi ngoai Cô bước lại gần Nhẹ nhàng nét vào lòng bà Mẹ à Chẳng lẽ mẹ không thích có cháu ngoại sao Bà Thúy đáp Có chứ nhưng không phải bằng cách này con có biết nếu vậy người thiệt thòi sẽ là con rồi bà hít một hơi thật sâu bà vội hỏi uyên à thằng lâm đã biết chuyện này chưa uyên thi lắc đầu anh ấy vừa đi công tác anh ấy còn đang rất nhiều chuyện xử lý nên con đợi khi nào anh ấy về sẽ báo tin cho anh ấy bà thúy khẽ cười vậy thì tốt con đừng nói gì với nó uyên thi nhìn vào ánh mắt của mẹ cảm thấy bất an và đúng như cô dự đoán câu sau bà thúy quả quyết con nên bỏ đứa bé này đi uyên thi hốt hoảng mẹ à không được đâu đây là con của con là cháu ngoại của mẹ đấy bà thúy phân tích thi à nếu thằng lâm thực sự yêu con thực sự muốn cưới con làm vợ thì nó sẽ có cách để thuyết phục ba mẹ nó chứ không phải cách này con có biết chỉ vì cái thai mà gia đình họ chấp nhận họ sẽ khinh thường con còn nói mẹ không biết dạy con uyên thì thấy lời nói của mẹ có lý nhưng chuyện đã tới nước này làm sao cô nhẫn tâm từ bỏ cốt nhục của mình cô quỳ sụp xuống mẹ ơi con xin lỗi mẹ con biết làm thế này là không đúng con xin mẹ đừng bắt con làm chuyện thất đức này bà thúy đã nếm đủ đắng cay bà hiểu chẳng có thứ tình yêu nào là vĩnh cửu chỉ có những phút giây vĩnh cửu trong tình yêu bà biết việt lâm là chàng trai tốt nhưng không có nghĩa lúc nào anh cũng đối tốt với con gái bà bà không muốn con gái bà vì lưới tình mà chịu đau khổ thấy bộ dạng của uyên thi bà nức nở thi à mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi đây là cháu của mẹ mẹ cũng thương cũng xót nhưng con nghĩ mà xem không có đứa con này con sẽ có đứa con khác con đừng vì nó mà hạ thấp danh dự của mình uyên thi ôm bụng giọng quả quyết từ nhỏ tới lớn Lúc nào con cũng nghe lời mẹ. Riêng chuyện này thì không." Lần đầu tiên thấy con gái cãi lời, khiến bà Thúy tức giận, bà quát: "Nếu vậy thì con và mẹ từ nay đường ai nấy đi, mẹ không muốn nhìn thấy đứa con bất hiếu này." Rồi bà bỏ vào phòng, Tuyên Thi nhìn theo bóng lưng bà, "Mẹ ơi, con xin mẹ đấy." Những ngày sau, không khí của hai mẹ con căng như dây đàn, quả thật, ai cũng có lý lẽ của riêng mình. Ai cũng muốn điều tốt đẹp cho đối phương Bà Thúy đóng trái cửa phòng Chẳng thiết ăn, thiết uống Còn Uyên Thi Đứng ngoài phòng, nhỏ to tâm sự Mẹ à Mẹ đừng hủy hoại bản thân mình Con biết mẹ yêu con Thương con nên mới khuyên con làm như vậy Nhưng mẹ à Giờ con sắp làm mẹ rồi Con hiểu phần nào tâm trạng của mẹ Nhưng mẹ phải có niềm tin ở con Con sẽ biết mình phải làm gì Để bảo vệ đứa trẻ bảo vệ hạnh phúc của mình Con đã 25 tuổi rồi, đã khôn lớn, trưởng thành Chứ không phải cô bé mỹ ướt ngày nào của mẹ Cánh cửa phòng vẫn đóng im ỉm, Uyên Thi tiếp lời Con biết những vất vả, những nỗi khổ tâm của mẹ Nhưng rồi, vì con mà mẹ luôn cố gắng, luôn nhìn về phía trước Con cũng sẽ làm được, huống hồ bên cạnh con, còn có mẹ ở bên Mẹ à, xin mẹ, hãy tha thứ cho con Uyên Thi nói hết những suy nghĩ của mình. Cô tin bà Thúy trong lúc tức giận gây sức ép cho cô vậy thôi. Chứ đây là máu mủ ruột ra của bà, làm sao bà bỏ rơi? Đúng như cô dự đoán, cánh cửa phòng mở ra, cô ôm chầm lấy bà, bà Thúy gạt nước mắt. Còn dại thì cái mang, chỉ cần con hạnh phúc là được. Bà tiếp lời, chuyện cái thai con nên nói cho Việt Lâm biết, mẹ cũng muốn xem nó xử lý ra sao, còn nếu nó dám ức hiếp dám bắt nạt con gái của mẹ thì mẹ sẽ không tha cho nó cho cả gia đình nó đâu uyên thi vỗ về mẹ à con tin vào anh lâm và mắt con mắt nhìn người của con con tin cái thai này sẽ là sợi dây giúp con và gia đình anh ấy xích lại gần nhau chẳng biết rồi mọi chuyện có đúng với suy nghĩ dự tính của việt lâm và uyên thi khi mà khánh linh vẫn bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt việt lâm nguy hiểm nào đang rình dập mẹ con uyên thi hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới video của chúng tôi để mọi người cùng bình luận kính chúc mọi người có những phút giây xem phim vui vẻ